Thân chào các con Buổi học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại để nhớ Và cũng là để củng cố, để hiểu sâu hơn Về cái bài toán, về phân số và tỉ số Đồng thời là chúng ta sẽ biết Cái phương pháp tư duy để giải các bài toán Về phân số và tỉ số Trước khi đi vào các bài toán cụ thể Thì chúng ta sẽ ôn lại các bài toán cơ bản về phân số nhé có hai cái bài toán cơ bản về phân số sau đây Bài toán thứ nhất là tìm giá trị của một phân số Nó chính xác hơn là tìm giá trị phân số của một số Thầy lấy ví dụ như là tìm 2 phần 5 của một cái số nào đó Ví dụ tìm 2 phần 5 của 30 chẳng hạn Đấy là bài toán thứ nhất Bài toán thứ hai Đấy là biết giá trị phân số của một số Ví dụ như là biết 3 phần 7 của một số x là 12 chẳng hạn và chúng ta cần phải tìm x đây là hai bài toán cơ bản thế thì trước các bài toán về phân số chúng ta có hai phương pháp để tư duy nhé phương pháp tư duy thứ nhất ấy là ta gọi là phương pháp tư duy theo số phần theo số phần đây là phương pháp 1 còn phương pháp thứ hai là phương pháp tư duy theo phép tính phân số phép tính phân số ta gọi tắt là theo phép tính thôi ta thử xem là với cái bài toán đầu tiên này thì chúng ta tư duy theo hai phương pháp kia thế nào tìm 2 phần 5 của 30 có nghĩa là nếu đem 30 này đem cái số này chia thành 5 phần thì chúng ta phải đi tìm 2 phần thì 2/5 của 30 nó có ý nghĩa là như vậy. Thế thì đây chính là cách tư duy theo số phần. Như vậy chúng ta lấy 30 chia thành 5 phần. 30 chia thành 5 phần. Rồi chúng ta nhân với 2 phần bằng 12. Cách thứ nhất. Cách tư duy thứ hai là tư duy theo phép tính phân số. À, muốn đi tìm 2/5 của một số thì chúng ta tư duy à như thế này nhé. 2 lần của 30 thì ta lấy 2 nhân với 30. Muốn tính 10 lần của 30 thì ta lấy 10 nhân 30. Vậy thì muốn tính 2 phần 5 của 30 thì ta lấy 2 phần 5 nhân với 30. Như vậy theo phép tính phân số chúng ta lấy 2 phần 5 nhân với 30. Và tất nhiên là mình cũng lấy 30 nhân với 2 rồi chia cho 5 hoặc là chia trước nhân sau cũng được. Đấy là bài toán thứ nhất. Đối với bài toán thứ hai, biết 3 phần 7 của số x của số x là 12. Có 3 phần 7 của số x có nghĩa là đem cái số x đó mà chia thành 7 phần như nhau. Thì chúng ta lấy 3 phần và 3 phần đó ta được 12 đơn vị. Có nghĩa là 12 đơn vị là tương ứng với 3 phần mà muốn đi tìm 7 phần. Thì ta lấy 13, 12 chia cho 3 phần rồi nhân với 7 và đó chính là cách tư duy theo số phần 12 chia cho 3 phần rồi nhân với 7 12 chia 3 bằng 4 nhân 7 bằng 28 đấy là cách tư duy theo số phần còn tư duy theo phép tính phân số này 3 phần 7 của một số x tức là 3 phần 7 nhân với x ở đây ta viết sau đây nhé 3 phần 7 của số x tức là 3 phần 7 nhân với số x thì được 12 Đấy. vì vậy muốn đi tìm x thì chúng ta sẽ lấy 12 mà chia cho phân số 3 phần 7 như vậy x sẽ bằng 12 mà chia cho 3 phần 7 và tất nhiên chúng ta viết nó thành phép nhân với phân số nghịch đảo nhân với 7 phần 3 Đấy. và ta cũng được là 28 Đấy là hai bài toán cơ bản về phân số. Bài toán số 3 mà thầy muốn đề cập với các con đấy là các bài toán về tìm phân số hay tính các phân số. Tìm phân số. Trong một số trường hợp cụ thể sau đây. Trường hợp thứ nhất, thầy giả sử như trong một lớp à, có số học sinh nam và nữ, trong đó thì số học sinh nam số học sinh nam chiếm 4 phần 9 số học sinh cả lớp. Thì khi đó cái phân số 4 phần 9 này chúng ta gọi là phân số chỉ số học sinh nam so với số học sinh cả lớp. Vậy thì phân số mà chỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là bằng bao nhiêu? Chúng ta làm thế nào? Chúng ta lấy 1 trừ đi 4 phần 9 bằng 5 phần 9. Tức là kết quả của 1 trừ đi 4 phần 9. Số học sinh cả lớp. Và cái phân số này ta gọi là phân số chỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp. Đấy là bài toán thứ nhất. Bài toán thứ hai là thầy muốn à, Ví dụ chúng ta vẫn có là số học sinh nam Bằng 4 phần 9 số học sinh cả lớp Thế bây giờ nếu ta phân công 1 phần 2 số học sinh nam làm gì đó 1 phần 2 số học sinh nam đi làm gì đó Thì ta thử xem là 1 phần 2 số bạn nam ấy, Nó chiếm bao nhiêu phần cả lớp Tức là phân số mà chỉ 1/2 của số học sinh nam là bao nhiêu của cả lớp? Thì chúng ta thấy là số học sinh nam bằng 4/9 4/9 số học sinh cả lớp. Cho nên để tính 1/2 số học sinh nam tức là 1/2 của 4/9 số học sinh cả lớp. Ta sẽ lấy 1/2 nhân với 4/9 và chúng ta được là bao nhiêu nhỉ? Ta được là 2/9 số học sinh cả lớp. Đây là cái cách tính ta gọi có thể gọi là tính phân số của phân số và nó rất thường để dùng khi mà ta giải các bài toán liên quan đến phân số. Đây là hai cách tìm phân số cơ bản. Ngoài ra thì mình có thể vận dụng để chúng ta tìm phân số trong một số trường hợp khác nữa. Sau đây thầy mời các con vận dụng các kiến thức mà thầy vừa nhắc lại ở phía trên để đi giải quyết các bài toán cụ thể sau đây. Mời các con